Hôm nay thì cô Phước tranh thủ thời gian để vào trong cái khu nhà trọ gần bệnh viện ung bướu để thăm lại chị Lanh, để xem hôm nay về tình hình sức khỏe của chị như thế nào. Và hôm nay lần thứ ba thì cô Phước vừa mới gặp được chồng của chị Lanh, đó là anh Tặng. Hôm nay thì sẽ trò chuyện cùng với anh Tặng một chút xíu về cái công việc ở dưới quê và cũng như là cái việc chăm sóc cho chị Lanh ở khu trọ này. Anh Tặng với lại anh Phin, hai anh em với nhau, nhưng mà cách là thứ tự là bao nhiêu vậy anh Phin? Là anh là Út, còn anh Tặng là thứ mấy? Thứ tư. Anh có nói là anh Tặng làm ở dưới Cà Mau, đó là công việc là lặn ở dưới nước bắt cá rồi lên bán rồi đúng không anh? Nên là cái khoảng thời gian lâu quá nên là cái tai anh bây giờ là không có nghe rõ đúng không anh Phin? Có gì anh em hỏi anh Tặng thì có gì anh nói lại giùm ảnh nha, nhiều khi ảnh sẽ quen cái miệng hơn. Năm nay là anh Tặng bao nhiêu tuổi? Năm ba À, cũng anh tuổi cũng cũng nghe, cũng nhân lớn. lúc nghe cũng không đúng không anh? Dạ, em có nghe anh Phin nói là anh làm cái công việc ở dưới nước nhiều quá nên là cái tai nó bị không có nghe rõ. Dạ, cụ thể là cái công việc của mình là như thế nào anh Tặng? Anh Làm nói về mình anh Phin. đi mặn công việc mặn là mặn gì đó Ở nhà giăng lưới, giăng lưới cá chẽm Dạ. Rồi bị cái tai là lâu chưa? Cái vậy đó. tai Cái này. lâu dữ rồi, hồi còn nhỏ nữa đó. Rồi anh có đi khám gì không? Không, Giăng lưới như vậy á, là một ngày á, là được bao nhiêu vậy anh Tặng? khi giăng lưới lâu lắm nó mới dính con vậy thôi à. Con là con cá lớn á hả? Cái ngoài 2 kg vậy đó Thường thường là ở dưới Cà Mau mình là cá gì vậy anh Tặng? hả, cái Thường chém hả, cái chém một ký cá chẽm là được bao nhiêu? cái chém có 60.000 hả, vậy đó Mình lâu lâu may mắn lắm mới được. đúng rồi. Lâu khi đi hàng ngày không có con nào không chừng vậy đó. Em thì em dự định sẽ hỏi về cái sức khỏe của chị Lanh trước, nhưng mà ba lần rồi là hôm nay là nhất quá ta mới gặp được anh Tặng nên là muốn trò chuyện với anh Tặng. Em tại vì hôm bữa em cũng lo là nghe nói là anh lặn dưới nước rồi đó, nhiều khi không đi khám ỷ y á, trong tai nhiều khi bị nhiễm trùng bị mủ luôn nên là em hỏi luôn. Cái này không có gì chứ tự nhiên mình nghe nó lãng tai vậy thôi chứ nó không có mủ không có gì chứ Bây giờ anh quen với cái việc mà chăm sóc cho vợ anh không? Như là vệ sinh đồ là anh cũng biết đồ hết luôn cho chị Lanh đúng không anh? Thôi cũng cố gắng thôi chứ bây giờ chị Lanh nhờ anh với lại anh Phin thôi chứ bây giờ đâu có nhờ ai được nữa đâu. Thấy anh? Thôi nhờ anh Phin đi với em qua anh đó để gặp chị Lanh nha, để xem tình hình sức khỏe của chị Lanh như thế nào. Hôm nay sức khỏe chị như thế nào rồi chị Lanh? Nhưng mà hôm nay em thấy chị là nói đồ rõ ràng, với lại là cũng không có thở nhiều như hôm bữa đúng không chị? Không có khó thở hơn hôm bữa. Thì cũng đã đỡ được mà có mấy chuyện nói cũng khó nói như mất mắt không thấy giọng mấy cái gì thấy ai Nhưng mà tới giờ là đỡ hơn hôm bữa không? Hay là thấy như thế nào? chưa thấy gì Cũng vậy luôn đó có hả? một khi đã đỡ rồi mà có cái chưa thấy mà mờ đi. Chị nghiêng qua cho em xem coi chị Lanh. Bữa nay nó dập lại, xẹp lại. Nhỏ hơn hôm bữa. Ở đây có cái lằn là như thế nào cho anh Phin? Anh dẹt tóc qua cho em xem coi anh Phin. Dạ. Ngắn rồi mẹ, nó gom lại đó. Một một nó gom lại. Bên đây một. Chị dở bên đây cho em xem nha. Gom lại nhưng mà hôm nay là thấy nó nhọn ra nha. Đúng rồi. Có thể là chị ốm á, nên là mình cảm thấy là nó gom, nhưng mà thật ra ở bên đây thì nó nhọn rồi nè. Cho em sờ nha chị Lanh. Có đau không chị? Đau không?
Để em gờ xung quanh thử luôn nha, không có chỗ nào đau hả? Mấy chỗ khác thì gờ vô, ấn vô mình còn nhấn xuống sâu nó hơi mềm, còn ngay chỗ cái chỗ đứng này nè anh Phin, à, cứng luôn nè, cứng như xương vậy đó. Thịt thịt nó giòn lại thì nó gom lại nó giòn lại. Hôm nay là mấy cái đờm ở trong miệng chị với lại cái việc ăn uống đồ đó nó có dễ dàng được không? Tại hôm bữa em thấy chị là chảy nước mũi rồi lại lúc nào cũng mới khạc hết. Nhưng mà có ở trong cổ mình khó coi. Tại vì mọi người ở trong cổ của chị là chị Lanh á, là bác sĩ có nói có chụp hình là ở trong bú nó vẫn có hai cục bú ở trong rồi nó nhảy ra ngoài. Mắt thì cũng vậy luôn hả chị Lanh? Cũng vậy luôn, chứ chưa nghe được cái gì mà bảo. Rồi mấy bữa nay là chị ăn cháo rồi được không? Hay là chị uống sữa với uống nước thôi? Cháo, uống sữa. Thuốc men rồi những cái loại mới rồi có uống không anh? Thuốc thì cũng uống, cũng y cũ. Sao chị nói sao? Tôi thấy mờ mờ cũng đỡ. Ừ thì hôm bữa bác sĩ nói là với chị là chừng nào cái cục bú nó xẹp rồi mắt nó mới thấy được mà. Hôm bữa anh Phin có nói vậy mà. Mấy bữa nay có đưa vô trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe được không? Chưa, tới mỗi mùng 9 nữa. Mùng 9 ngày trên. Kiểm tra xong bắt đầu vô thuốc tiếp. Cũng chưa biết nữa. Bác sĩ tới hạn tới mùng 9 nhưng mà anh tới khám lại. Anh tới khám lại mà cũng chưa biết cho thuốc. Dạ. Khám chắc cũng không cho vô thuốc nữa. Không có ai to. Cái bú mà ở bên phải của chị đó, hồi nãy thì mình ấn thì không có đau, còn chị Lanh nói là ở bên trái nè mọi người thì đau, giờ đụng vô thì đau, nhìn nó không có gom hết ha anh kia. Đúng rồi. Nó còn lan ra. Còn lan. Ở bên đây là nó mọc sau hả? Hay là mọc trước? Cái nào mọc trước sau? Bên đây mọc trước. Mọc trước mà nó vẫn còn đau. Ừ. Anh Tặng là anh hiền quá ha. Ai nói gì trả lời không nói gì đâu. Anh Phiên anh còn hiền. Em đăng lên đó mọi người nói là anh Phiên anh hiền mà anh Tặng bữa nay gặp anh con còn hiền hơn nữa. Không có nói năng mà không có hơn thua, không nhai dài hết trơn. Anh nói là mùng 9 sẽ bắt đầu tiếp tục khám rồi bắt đầu họ sẽ kết luận tiếp tục theo. Đúng rồi. Xem bệnh tình như thế nào mà họ mới ra cái đơn thuốc với lại thuốc men rồi cho chị. Anh lấy lại mấy cái bịch thuốc cho em xem anh Phin. Tại hôm bữa thì cũng có cô chú anh chị nhờ GoFood là cho xem lại những cái thuốc uống của chị Lanh sau khi mà chị vô quá trị được một lần. Khỏi lấy thun ra cũng được, mất công chút lấy vô. Mấy loại đây anh Phin? Chỉ có 2 loại hay 3 loại? 4 loại. Ở đây mới có 2 loại à? 3 loại. 3 loại. Uống như thế nào vậy anh Phin? Này là hai viên. Này là viên. Một lần uống 2 viên. Đúng. Là một ngày 6 viên. Sáng trưa chiều. Chiều không có uống. Sáng uống, sáng uống, trưa uống. Chiều không có uống. Chiều không có uống. Chiều uống có viên một viên này. Hôm nay thì anh thấy bệnh tình của chị dâu anh như thế nào anh Phin? Thấy vô hai tuần nó vô thuốc đó, thấy cũng cái mục nó thấy cũng giảm nhiều. Thằng đi mắt thì chưa có thấy. Nhưng mà đối với em á nha thì thấy là đỡ hơn mấy hôm trước em gặp đúng. Chị Lanh rất là nhiều. Đúng, đúng không anh? Đỡ. Thôi thì mùng 9 này rồi bác vô rồi bác sĩ người ta kiểm tra lại với người ta tư vấn tiếp tục để có cái hướng điều trị. Em hỏi thêm chút xíu nha. Thì hai anh em ở dưới quê á, lúc mà chị Lanh chưa phát bệnh á thì hai anh em có thường hay mà đi chung với nhau ở dưới quê về công việc hay là các thứ không? Thường đi anh em đi mặn không có xuồng mà đâu có hai chiếc đâu có cái chiếc xuồng mà đi mặn đi cắt lúa thì cũng anh em đi không. Xuồng đó là xuồng của anh hay là xuồng của anh Tặng? Xuồng của này. Xuồng của một em là do lấy đi mặn.
tình nhân đi mà có mình lên đi vậy. Ủa ở dưới là mình không có di chuyển bằng xe máy hả? Di chuyển bằng xuồng gì không đó hả? Dạ không. Có xe máy mà đâu có tiền đâu, đi mua xe máy không biết chạy xe. À ý em nói là cũng như là mình cũng có cái đường nhựa, đường đê rồi mình đi. Nhưng mà mình không có. Có máy thôi mà người ta có máy mình không có. Dạ, người ta có xe thì người ta đi trên đường, còn mình là mình không có xe, mình có mấy anh em chỉ có một cái chuồng thôi. Thay nhau mà đi. Chuồng bơi. À, em hiểu rồi. Chứ em tưởng là nhà của mình là nằm là không có, xe đi vô được. Xe vô được, bị cái đường lộ đây, cái chuồng đường sông cái cặp bên luôn, đối diện luôn. Ngoài cái việc mà một tháng mấy nay anh phụ với lại anh Tặng là chăm sóc chị dâu đó, thì từ trước tới giờ là hai anh em có làm cái gì chung mà khoảng vài tháng trời không? Có. Làm gì chung thì hai anh em mận vui. Mận cái gì? Mận với quê hai anh em, mận với quê đó đi cắt lúa rồi, đi dẫm lúa rồi. À, mọi người, có một cái chị cũng đang thuê trọ ở cái khu này. Thì chị này có một người bạn ở ngoài Phú Yên, năm nay cũng 46 tuổi. Thì chị này nói là sau khi mà xem trên clip của GoFood đó, thấy anh Phin anh thật thà, anh hiền hậu, nên là ngỏ ý muốn làm mai cho anh Phin. Chị lớn hơn anh Phin chỉ 6 tuổi thôi, nhưng mà nói là cũng rất là dễ thương. Và anh Phin em hỏi anh Phin này, anh Phin mình hỏi thì có đồng ý hay không thì chắc là họ câu hỏi mình cũng hơi vô duyên thôi, tùy theo cái duyên thôi đúng không anh Phin? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Em nghĩ nếu mà hai người mà có duyên quen với nhau thì có thể là lập nghiệp ở trên Sài Gòn này cũng được, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ, chị gửi hình qua giùm hang. Không, chị đó không tồi lắm á, thật sự luôn á. Dạ, hai người thì đồng cảm với nhau thì dễ rồi. Biết là thầy Minh nó thiệt thề đấy, chứ có bình thường ai dám cái mai đâu. Dạ. Anh ở clip trước thì anh cũng có chia sẻ là cũng có mấy mối tình, nhưng mà ở bên đàn gái người ta không có đồng ý đâu. Thì thấy ảnh là không có nghề nghiệp với lại gia cảnh rồi đó. Nhiều khi nói chơi vậy chứ mà dính thiệt đó anh Phin. Đúng không anh Tặng? Dạ. Cái nào chứ? Ở một cái nó chơi đi với thiệt. Không, điều tùy duyên, nếu mà ta duyên thì về quê đó em ngon lắm á, kiểu như mình có cuộc sống ổn định, không có bôn chen đi cuộc sống. Chủ yếu là mình lo làm ăn là được rồi. Mà nhìn anh Phin này thôi chứ chỉ là làm thôi chứ đâu có ăn chơi gì đâu mà. Đúng không anh Tặng? Anh chia sẻ cho em. Anh em là này, anh em nhà cha mẹ mất rồi, tôi anh thì anh ở riêng cặp bên vậy đó. Còn anh em trai nữa nuôi ở tờ cha mẹ. Lúc trước đó là cũng chăm sóc mẹ già đó đúng không anh? Có phải ai chăm sóc cha mẹ rồi mà cha mẹ nó qua đời hết. Dạ. Một chút là xong là phải gửi hình với lại số điện thoại liền đó nha chị. Chị hứa rồi đó nha. Ví dụ như đang trong cái thời gian mà đang chăm sóc chị Lanh nè, có thời gian thì cũng nói chuyện với chị đó là cũng cho nó mà. Dạ. Chị đó tên gì chị? Sen. Sen hả? Bin Sen. Anh ngại kìa. Dạ, nói chút anh ngại. Cái này em hỏi thêm về cái bệnh tình của chị Lanh á, thì anh vẫn cùng với anh trai của mình là anh Tặng đây là tiếp tục chăm sóc cho chị Lanh, đúng không anh? Đúng. Là cũng mình không có nghĩ ngợi về cái việc mà về quê hoặc là tìm việc làm để kiếm tiền này nọ, đúng không anh? Đúng rồi. Phải phụ ảnh. Phụ. Giấy tờ rồi anh cũng rành hơn anh Tặng. Đúng. Ổng đâu không có biết chữ giấy tờ. Nhờ cái nó không biết chữ, nhờ nó cũng chỗ này kia nó anh biết cũng rành. Hồi nãy lần đầu tiên mà em vô mà em gặp anh, em hỏi về công việc anh trước á, thực sự là em hơi cảm động cái việc mà anh chia sẻ với em, là em hỏi là anh làm công việc gì mà ở dưới thường ở dưới sông, thì anh nói là đi giăng câu, giăng lưới rồi đó.
Và em hỏi là bao nhiêu một ngày, bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu ký cá đó, thì anh nói là lâu lâu được một hai con cá bự gì đó anh, là được một hai ký đó. Nãy nói cá chẽm đúng không anh? Đó. Mỗi lần mình hỏi như vậy thì anh nói là con cá mà to vậy là mừng á mọi người, mừng á, trong khi con cá đó là bán hình như là khoảng trên chỉ trên 100 ngàn thôi. Mà lâu lắm mình mới được con cá như vậy đó hả anh? Tặng 10 bữa, khi 10 bữa không có con nào nó không chừng nữa. Còn thường là cá nhỏ 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 không à. Còn mấy con cá nhỏ như vậy đó thì em bán được cao tay lắm là khoảng được bao nhiêu? Phải 100 ngàn cả lại à. 100 ngàn đó là anh giăng lưới anh lặn dưới sông á, được bao nhiêu tiếng mới được 100 ngàn đó? Sáng đêm vậy, dính đựng con dính đựng 100 ngàn. Sáng đêm luôn đó hả? Dạ, sáng đêm nha. Dạ, mà cái đó là mình gọi là vô mánh đó hả? Dạ, gọi là vô mánh anh mừng dữ lắm rồi đó. Rồi còn khi sáng đêm không có con nào nữa, bơi về công không có con nào nữa. Nếu mà cái... không có, không bữa nào không đi. Nếu mà cá chẽm như vậy là mình phải ra sông lớn. Sông lớn cũng nguy hiểm. Bơi xuồng bữa nào không đi, không có không bơi đi, quen rồi, đi quen rồi. Nghe gì cũng gắng đem. Nói vậy vậy đó. Từ cái công việc nó vất vả với lại nó thu nhập nó không ổn định như vậy, anh không có tính đổi cái nghề khác ha anh Tặng? Dạ, không có gì. Là bao lâu rồi, công việc như vậy là bao lâu rồi đối với anh? Công việc á là khoảng mấy chục năm chưa? Làm lâu vậy hả? À đúng dạ, rồi. Làm lâu vậy, làm còn mười mấy tuổi tới giờ. Bây giờ anh 50 mấy rồi, dạ, làm trên 40 năm rồi. Còn năm mấy tuổi mà cũng còn làm nghề đó vậy. Không có mận nghề gì điểm chứ. Trước có ông già cha ngày đó đi cũng ngày đó câu cá chẽm không. Nhân lưới cá chẽm không câu luôn mà đeo ngày tới hoài tới giờ. Nhưng mà ngày xưa thì ngày xưa bây giờ ông chuyện nghề lại giờ nghề đó nữa. Nhưng hồi đó hay nhỏ không có làm nghề gì thêm chứ. Em thì em hỏi thêm anh Phin nha. Thực sự thì anh Tặng bây giờ ảnh cũng có con cháu ở dưới quê. Nên là cái công việc của ảnh với là ảnh cũng đã lớn tuổi, thì công việc của ảnh là ảnh lựa chọn đó là tiếp tục là vẫn đi đánh bắt cá. Thì riêng về anh Phin thì bây giờ năm nay mới có 40 rồi, chưa có gia đình. Rồi em nói ví dụ đi. Thì nếu mà có người tạo công ăn việc làm anh ở trên Sài Gòn này, anh có đồng ý hay không? Tạo vậy thì cũng được, cũng mừng nha. Dạ, tại em sợ, tại em ý em hỏi vậy, tại em sợ là khi mà ở dưới quê anh còn công việc hay là còn cái gì chưa làm xong hay là như thế nào đó. Có công việc thì có thờ cha mẹ thôi, bỏ vậy đó, còn nên thờ cha mẹ. Dạ. Rồi nếu mà ai mà tạo công ăn việc làm. Nhà gia đình là đóng cơm á chị, một năm mấy chứ, 6 cái. Sáu cái đám dỗ. Đúng rồi, sáu cái đó. Gần này từ này lo không? Khi chế về thì cũng có gửi tiền về, cũng chút đỉnh như mình mua đồ vậy, mình cúng như đó. Cái gì? Cái gì gửi về? Gửi tiền tí để... Dạ. À, chị là kêu là chế đúng không? À. Dưới vậy đó. Thì cũng 100 vợ 100 người đóng góp đi chứ, giờ mới chế đó, đóng góp cho em mua đồ rồi nấu. Bây giờ dạ, tại em thì em chủ yếu em hỏi trước cho anh, để là nhiều khi thật sự là em cũng nghĩ là rất là nhiều người cũng muốn tạo cái việc làm, công ăn việc làm cho anh ở Sài Gòn này, nên là em hỏi trước có câu hỏi luôn để mọi người khỏi hỏi. Anh đồng ý ha. Chị Lanh thì chắc là chị cũng ở đây điều trị một cái thời gian dài, thì anh Phin thì ảnh cũng không có thể nào mà ảnh cùng với anh Tặng mà chăm sóc suốt được, nên là ảnh cũng có thời gian nhiều, nên là em có thể là anh cũng có tìm công việc vừa kiếm tiền vừa tốt cho tương lai của ảnh. Một chút nữa em đọc cái số điện thoại của anh ha, để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Nói chung là không có sợ cực khổ gì đúng không anh Phin? Đúng rồi. Chủ yếu là có tiền là được. Nhưng mà sức khỏe như vậy thì yếu quá, sức khỏe yếu quá. Ở dưới quê mà công việc đi cắt lúa này nhẹ vậy, cắt lúa với dân lưới rồi đó, đi xong lên mà công việc nặng thì biết nổi không, không biết anh xui vậy thôi, cái đầu phải đi đó như sao giờ con không biết.
giấy chứng minh rồi là mình có hết đúng không? Mình giữ hết trong bóp hết hả? Có đầy đủ. Thì hôm nay thì thăm lại chị Lanh và cũng thông báo với mọi người, thì riêng cô Phước thì cảm nhận thì hôm nay sức khỏe của chị Lanh thì nói chung là đỡ hơn hôm bữa chút xíu, về những cái cục bú thì cũng đã gom lại, đã không có nhảy chỗ khác. Hôm nay chị cũng nói được chút ít, nhưng mà ăn uống thì cũng như hôm trước là chỉ uống sữa và là uống nước thôi. Thì cũng mong là cái sức khỏe của chị thì từ từ nó sẽ phục hồi. Hôm nay thì cũng trò chuyện hơi cá nhân chút xíu về cuộc sống của anh Tặng ở dưới quê. Rồi riêng về anh Phin thì anh cũng đồng ý là nếu mà mọi người có thể giúp đỡ cho anh công ăn việc làm ở trên Sài Gòn trong cái thời gian mà phụ anh Tặng để mà chăm sóc cho chị dâu thì anh cũng đồng ý luôn. Một cái điều mà cái chị khi nãy chị có nói đó là sẽ làm mai anh với lại một cái chị ở ngoài Phú Yên, thì cái đó là thì cái duyên thôi ha anh Phin, từ từ mình tính, chủ yếu là sự nghiệp mình trước. Còn riêng em đó, hôm nay thì em gửi một cái khoản tiền từ Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ đến cho chị Lanh, để mà chị có gia đình mình có tiền đóng viện phí, khỏi lo những cái tháng sắp tới. Em xin đọc tên và số tiền nha anh Phin, anh Tặng. Rồi em sẽ nhờ anh Phin đếm lại cái khoản tiền của nha anh Tặng. Dạ. Em xin đọc cái số điện thoại của anh Phin trước để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của anh Phin đó là 083-7701-452. Thứ nhất là của chị Duyên ở quận 8 là 500.000. Thứ hai là của chị Dung ở Trảng Bàng, Tây Ninh là 500.000. Thứ ba là của vợ chồng chị Trinh, anh Nguyễn Ken ở Úc là 1.550.000. Thứ tư là của một chị ở Melbourne, Úc là 100 đô la Úc là 1.650.000. Thứ năm là của anh Huy, anh Thư ở Úc là 50 đô la Úc là 825.000. Thứ sáu là của cô Cúc ở Đồng Nai là 2.000.000. Thứ bảy là của chị Mỹ Trần ở Mỹ là 100 đô la Mỹ là 2.310.000. Thứ 8 là của anh Đồng ở Đắk Lắk là 1.000.000. Thứ 9 là của gia đình cô Huệ ở Úc. Xin lỗi, gia đình cô Sáu Huệ ở Úc là 2.000.000. Thứ 10 là của chị Nguyễn Thị Xuân Lan ở Mỹ là 200 đô la Mỹ là 4.620.000. Cuối cùng là của chị Kim, cái tên thường gọi là Tiêu Kim Phiêu ở Úc, 2.440.000. Cái tên thì Google Food không có đọc được, thì Google Food tạm đọc là Tiêu Kim Phiêu. Này tổng cộng là 19.395.000 nha anh. Thì trước khi mà em gửi anh cái khoản tiền là 19.395.000 đó, thì anh xin chia sẻ riêng về cái khoản tiền. Hồi nãy em có đọc là hai Mạnh Thường Quân là có hỗ trợ trong cái danh sách chị Lanh, thì họ có gửi cho anh riêng là gia đình của Sáu Huệ ở Úc là hồi nãy là gửi 2.000.000, là 1.000.000 cho chị Lanh và 1.000.000 thì cho anh. Chị Kim có cái tên đó là Tiêu Kim Phiêu ở Úc là nãy là gửi là 2.440.000, thì gửi cho chị Lanh là 1.500.000, còn anh là 940.000. Đó. Thì tổng cộng là của anh là 1.940.000. Trong đây chung luôn đó là 19.395.000 nha. Một chút thì anh sẽ lấy cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân cho anh riêng. Anh đếm lại giùm em đi. Đủ chưa anh? Đúng. Dạ. Trước nhất không biết nói gì hơn thì cũng thân thành cũng cảm ơn cũng Mạnh Thường Quân cũng giúp cho chị của con cũng số tiền chị
tiền thuốc trị không biết. Cảm ơn chương trình lắm nữa. Hai anh em nhận được cái khoản tiền cũng ngại. Dạ, thật sự là em nói ra cái suy nghĩ với lại cái cảm xúc của anh nha anh Phin. Thật sự là hôm nay là em nghĩ là nhiều cảm xúc của anh, cuộc nói chuyện của hai anh em mình về các thứ công việc rồi phần tiền là Mạnh Thường Quân đồ hỗ trợ rồi đó, đúng không anh? Đúng. Dạ, anh có nghĩ tới cái việc mà Mạnh Thường Quân trong cái khoảng thời gian qua hỗ trợ tới cho mình với lại là chị dâu của mình không? Có nghĩ tới khoản tiền được không? Cũng có nghĩ lắm. Ý em hỏi là cũng mình không có nghĩ là được Mạnh Thường Quân hỗ trợ những cái khoản tiền ha. Sắp tới là chị Lanh cũng đừng có lo lắng gì hết chị Lanh. Rồi có những cái khoản tiền rồi ha, chị đừng có lo lắng gì hết. Em cũng nghĩ là cái khoản tiền thì cũng mình cũng xoay sở cũng ít nhất cũng trong vòng được 2-3 tháng. Thì trong 2-3 tháng đó nhiều khi là bác sĩ ta cho vô thuốc á, xong rồi mình khỏe, mình phục hồi, mình về thôi nha chị. Nhưng mà có một cái là mắt của chị là một bên sụp và một bên nó to ra. Thì cũng cầu mong là thuốc sẽ có tác dụng mà chị cho mau hết bệnh. Từ hôm bữa giờ có mấy chị em, cô chú, anh chị rồi có vô trong đây thăm chị Lanh không? Có. Không có cho tiền. Họ ngồi chơi lâu không anh? Cũng hơi lâu. Dạ, trò chuyện rồi ha, nói chuyện được. Ngoài cái việc mà gặp chị Lanh ra đó thì nhiều người cũng muốn là nói chuyện với anh. Thật sự là thấy anh rất là hiền. Bắt đầu tới ngày 9 Tây sẽ đưa chị Lanh vào trong bệnh viện lại. Bác sĩ sẽ chẩn đoán với lại kiểm tra sức khỏe. Thì có gì thay đổi, có gì mới thì anh gọi điện cho em nha. Để em thông báo cho mọi người. Rất là nhiều người quan tâm tới trường hợp của chị Lanh. Trước khi kết thúc clip ở đây thì cô Phú xin phép được gửi lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho chị Lanh để chị có tiền đóng tiền viện phí để lo trang trải cuộc sống ở bệnh viện. Xin chúc cho quý Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin gửi lời đến cho anh Phin với lại anh Tặng luôn. Xin chúc cho hai anh cũng gặp nhiều may mắn, được nhiều sức khỏe. Cái số điện thoại thì khi nãy em đã đọc cái số điện thoại của anh rồi. Em mong mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới anh để tạo cái công ăn việc làm cho anh. Để anh có một cái tương lai tốt hơn. Thôi em xin phép em về. Dạ. Em về luôn nha chị Lanh ơi. Dạ.